ta đi tới vòng quá. Chỗ nào không giống chỗ nào hết trơn rồi. Cát bên nó cát ra ra mua hộp 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 cát về làm quà ấy. Rồi mình lên di chuyển thẳng vô trong đó luôn nha. Đó mình có đặt ăn thì đi chơi đặt cái sau vườn rồi miễn. Này mình để mình để đây rồi. Để đây đi ghé nha. Hả? Đặt ăn là nó miễn ghé nha. À. Mày không quay cho mẹ với mày. Hả? À đây 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 đây, đây lên lên lên. Đây 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 đây. Rồi đi 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 đi. À đốc không mê. Cái gì cũng tính hết á mà không biết tính nhiều tính ít thôi. Vô làm xì rượu thôi đâu uống gì mấy. Không đi được thì bỏ. Đặt đi rồi ăn rồi đặt rồi quay. Đặt xong rồi vô vườn sau ra ăn rồi về. Đổ bằng nồi đất xong đập đất đập nồi hả? Vào. Vào anh bộ. Mình đốt bằng nồi đất xong rồi mình đập cái nồi bể ra hả? À không phải hả? Thôi này chắc mình về thành phố mình kiếm quá. Có bia có rượu không? Làm lon hai lon đi anh Vũ. Chuột chuột nhiêu con? Chuột này ký ký à, tính con. Đã tính hay không? Bằng bao nhiêu? Bằng được mấy con? Ờ, bằng được nhiêu con chồng? Không? À. Ừ, lấy mấy nửa ký. Phần thôi. À, lấy phần nửa ký lấy thôi. Phần thôi. Lấy nửa ký. Có khi con nào nửa ký không? Ai à? À, biết mày muốn ăn gì tao cái đó mấy ngày có ăn đâu mà mày. Để đi. Chuột đấy á. Chuột qua nữa hả? Chuột đó khó ăn lắm. Ăn không về được đâu. Mới đặt thêm một cô gái bên tay phải đằng sau. Chuột này món gạo. Mình nấu muối ớt hay nước ngoài? Nước muối ớt. Món gạo gì nữa đi chứ. Gạo, ăn gạo đi hả? Chứ bây giờ mày chọn gì, mày không có chọn gì hết mà. Thôi được rồi đó. Cái lẩu hồi nãy gì? Cái lẩu rồi, gạo rồi. Cái gì mà không phải là mình nhậu rồi là mình uống bia gì vậy? Có Sài Gòn đưa ra nào đưa mẹ. Thôi bia không ai uống đi, không đi xe nổi đâu. Đã quá ha. Như kiểu vườn trái cây có mấy trái mình bứt được không? À, như kiểu mấy trái dừa này mình bứt được không ta? Mình leo bứt được không? Giỡn à? Hoài đâu phải. Leo được nhưng mà bứt không biết bứt được không? Không có đất đâu. Mày đừng có tưởng cái gì. Bưởi nè, có bưởi bứt được nè. Mày
đi thăm đi trời ơi, không có nói trước biết, không có gắn trước đầu hẻm thôi chứ vô tới đây người ta biết đầu hẻm hay sao. Không, ai tới đây đừng có bít trái nha, phạt 100.000 đó. Không cho hái đâu. Ngắm thèm thì mua chứ không được hái. À, đây cảm giác cái không khí nó mát mẻ, nhìn nó trong lành quá ha. Không phải giống thành phố rồi, nghe nó ngợp ngạp. Này cũng giống y như kiểu mà không khí bên Lào ha. Rồi luôn. Tới công chuyện này luôn. Đẹp gái nhưng mà chắc thôi xà quá. Này đi cả ngày mới tới nơi. Mỗi lần cứ tuần tính tuần nào cũng xuống thăm mà thôi, này tuần chắc tháng xuống thăm lần quá. Cái gì? Công đây công hơn mẫu với công đây công ngày 2 chứ. Công là gì? Công ngày 2 phải không? Ngày này công là gì? Công là công hai cái à, công ngàn hai à. Mấy trái dừa ghi số luôn nè. Chị Hòa mình đi thử đi rồi anh biết à.